Hello, xin chào quý vị. Hôm nay cho phép Lưu Nhất Phong được giới thiệu vườn chuối Phong được trồng nhờ nhà văn hóa của nhà Lưu Nhất Phong nè. Giới thiệu vườn chuối và cách đẩn chuối làm sao mà cho nó không bị xây xác, không bị chảy xước, an toàn nha quý vị nha. Đây là vườn chuối nhà Lưu Nhất Phong đây quý vị ơi. Rất là xanh tốt này. Đấy. Dòng nhờ nhà văn hóa xóm 10 nha. Đây, Phong quay vòng vòng cho quý vị xem vườn chuối nhà Phong đây. Chú quay cho khán giả xem vườn chuối nhà chú. Ngoài làm YouTube thì Lưu Phong còn buôn chỉ này, làm hoa, thiết kế hoa sân vườn, rồi dòng cây. Rồi sắp tới là nuôi cả dê, nuôi thỏ. Đấy. Đây là vườn chuối nhà Lưu Nhất Phong đây. Phong có rắc chấu này để bón phân. Sau khi thu hoạch thì mình lại bổ sung dinh dưỡng cho chuối. Đấy, hôm nay thì Phong chia sẻ với mọi người vườn chuối này. Và Phong cũng chia sẻ luôn cách đẩn chuối làm sao mà đẩn một vùng chuối còn to làm sao mà không bị chảy xước. Đấy quý vị ạ, không bị chảy xước. Đấy, chuối rất là tốt. Phong mới cuốc lên rồi là rắc chấu nên là chuối rất là tốt quý vị ạ. Hôm nay Phong chia sẻ với mọi người cách đẩn chuối làm sao mà cho chuối không bị dập. Đấy, nhiều vùng chuối to mà không biết cách đẩn là cũng dễ bị dập lắm mọi người ạ. Rất là uổng cái công chăm sóc của mình. Không phải đến đây cái vùng chuối này. Đấy, trước khi mà mình đẩn chuối, vùng chuối nó to thế này thì Phong có chia sẻ luôn. Chú coi à? Đừng đứng lại đây nhá, đứng ra đi, ông đổ hết cái đồ của chú đấy. Chứ đừng vào đây làm gì. Đây này, vướng chỗ này đầy thứ này. Đây Phong, trước khi mà đẩn chuối ấy, chúng ta cái bồn chuối to này chúng ta đẩn lá trước. Đây, Phong có bắc thang để đẩn lá trước. Đừng vào đây nhá, để đổ cái cột từ đang quay ấy đấy. Cứ ấy cũng là vào người không quay được. Bây giờ Lưu Nhất Phong sẽ bắc thang lên để đẩn lá trước quý vị ạ. Đẩn lá xuống rồi nó nhẹ thì chúng ta mới đẩn buồng thì nó không bị nó không nặng, nó không đổ giọt ngọt.
Đấy quý vị ạ, sau khi mà chúng ta chặt lá xong rồi thì chúng ta bắt đầu hạ cây từ từ xuống. Hạ cây từ từ xuống thì chúng ta không hạ đằng lưng đâu, chúng ta sẽ chặt đằng bụng nha mọi người nha. Đây mọi người theo dõi Lưu Nhất Phong chặt nha. Đấy quý vị chặt đằng bụng này nha. Không tới rồi. Không tới nên Phong quay lại một chút để cho quý vị xem. Đó. Sao đừng tránh nhá, ông đổ cái máy quay đấy. Đừng đứng sát vào đấy. Đổ máy quay của chú, không quay được. Đây chúng ta bắt đầu chặt nhìn này. Ôi giời, mà nhìn này. Đang quay này. Chú chặt giỏi nhá. Liên tiếp vào luôn. Nó đổ từ từ đấy ạ. Lúc mà chuẩn bị đổ nó từ từ thôi. Có đổ tập một cái thì không đỡ được. Chúng mình xem bị vỡ nào. Cái này không rõ bằng đại thực mà. Quay clip vợ cháu trả mặt ngay. Dạ. Thế này 等 thành công rồi quý vị ạ. Đây chú gì chú? Ai nếu như Phong đẩn thành công buồng chuối rồi. Bây giờ Phong quay cho quý vị xem nha. Để nguyên đấy, đừng động vào của chú. Khi nào có clip của anh? Đi bài à? Chú, đây là con này. Đừng hỏi chú đang, chú đã quan nhà bà cứ bác gấm ấy thôi. Ai quý vị ơi, buồng chuối. Buồng chuối mà Phong mới đẩn xong đây. Thôi cháu tránh đi không nó đổ cái cột quay. Ơi Phong có giới thiệu buồng chuối mà Phong vẫn đẩn thành công rồi quý vị ạ. Không bị xước một tí nào nha. Buồng chuối này đẩn ra để bán dầm, giấm bán dầm. Trước khi giới thiệu quý vị xem buồng chuối, không có đẩn, rất là không bị xây xước một tí nào ạ. Rồi. Ơi, buồng chuối mới đẩn trên cây đây, rất là to. Buồng này có đến 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nải quý vị ạ. 9 nải. Đấy, rất là to quý vị ạ. Rồi, cảm ơn nha, cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Lý Nhân Phong chia sẻ cách chặt chuối làm sao mà không bị xước xác gì nha. Xin cảm ơn rất nhiều.